Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn mấy cái thứ về âm thanh ở trong phần mềm Filmora nhé. Tại vì thấy có nhiều bạn hỏi thắc mắc. À, một là sẽ hướng dẫn các bạn tắt tiếng uh, ở video gốc và thứ hai nữa là tách tiếng từ video gốc. Thứ ba là chèn nhạc vào video và thêm cái hiệu ứng bé dần to dần. À quên, uh, bé ở uh, to dần, bé dần uh, trong phần mềm Filmora. Nên tiện mình đang làm cái uh, hiệu ứng uh, một cái hướng dẫn mới cho các bạn thôi về cái meme uh, uh, me. nhưng mà thôi kệ. Đây ví dụ ở đây là mình đang ở trong phim nhé. Mình sẽ có một cái video gốc là cái video này chẳng hạn. Uh, đây mình sẽ đeo tai nghe vào, ok? Đeo. Yeah, yeah. này thích đeo tai nghe có dây, tai nghe không dây nó cứ hơi bị delay ghét. Yeah. Uh, đây là cái video gốc này. Chào chú ạ. À. Hôm nay chú khỏe không chú? Chào chú ạ. À, hôm nay chú khỏe không chú? ví dụ mình muốn tắt đi tiếng ở cái video này đi à, thực ra tiếng ở video này ví dụ thôi còn bạn nhiều khi bạn muốn tắt tiếng của video ấy, khi mà bạn quay video ngoài trời âm thanh nó quá tệ hoặc là nó quá ồn đi thì để tắt tiếng tắt tiếng nhé là các bạn kích chuột phải vào cái video clip tức là clip này và bạn chọn mute mute đúng không như vậy là bạn đã tắt tiếng của video rồi bạn hoàn toàn có thể mang cái video tiếng của video này trở lại khi mà các bạn kích chuột phải các bạn chọn uh, chọn vào chữ mưu uh, uh, lần nữa thì nó sẽ lại hoàn tiếng lại uh, đây hoặc các bạn có thể kích lại chọn mưu các bạn nhớ nhé hoặc là các bạn có thể kéo cái này đây ở trên cái video này nó có một cái uh, gọi là thanh uh, âm lượng bạn có thể kéo kịch xuống dưới thành không uh, không db là nó cũng có thể tắt tiếng của bạn đi đúng không đấy là làm thế nào để tắt tiếng ở trong video đấy bên khi mình play cái này nó hoàn toàn không có tiếng các bạn nhìn nhá đó là làm nào để tắt tiếng còn bây giờ làm thế nào để tách tiếng của video ví dụ video, video gốc là cái video này video này có tiếng các bạn có thể nhìn thấy sóng âm ở đây hiện đây bây giờ bạn muốn tách cái tiếng này nó ra tức là không muốn tắt mà tách nó ra à, thì các bạn sẽ kích chuột phải vào video và các bạn chọn ở trên nó detect audio đó khi mà các bạn đi detach audio thì nó sẽ tạo thêm một cái audio track ở bên dưới timeline. khi này ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể di chuyển cái cái audio track này đi đâu cũng được. đó đi ra à đây. nhưng mà đi ra à đây thì bạn sẽ không có đồng bộ giữa âm thanh và và hình nữa. À, nhưng mà đấy tùy bạn và bạn có thể chọn nó và bạn có thể xóa nó đi, xóa nó vô tư đúng không? khi mà tắt tiếng thì tiếng của bạn nó vẫn ở đây. còn khi bạn đã xóa nó đi rồi ấy, thì tiếng của bạn nó đã không còn ở trong video nữa rồi. đó và bây giờ nếu bạn muốn chèn nhạc vào video ví dụ mình đi đến phần nhạc audio đúng không sau đấy mình đi đến phần my music mà mình chèn cái nhạc này chẳng hạn or oh, adventure figure à, đợi tí mình sẽ chèn một cái nhạc nào đấy à, cho rất là ấy vào đây à, ví dụ bài nhạc này bài Two of Us, bài mình hay dùng mình chèn nhạc mình kéo xuống audio đúng không à, mình sẽ có cái tiếng như này Và bây giờ mình muốn là làm cái hiệu ứng nhạc to dần Tức là gọi là fade in audio Thì mình sẽ có nhìn thấy ở đây này Ở góc trên của cái bài nhạc này Nó sẽ có một cái nút màu trắng này Các bạn sẽ kéo Kéo ra đây, kéo càng dài thì nó sẽ càng to ra à, Tức là cái thời gian to lên nó càng lâu như này đó đấy là nhạc to lên còn bây giờ nhạc bé dần Thì các bạn kích vào đây ở cuối này ở cuối này nó cũng có một cái thanh màu à, cũng có cái cục màu trắng bạn kéo nó đi thế như này là nó sẽ bé dần đây đây từ chỗ này trở đi nhạc nó sẽ bắt đầu bé dần play đó đơn giản thế thôi thế còn nếu mà bạn nào mà muốn học là về biên tập audio rồi chỉnh chỉnh audio bằng phần mềm Filmora 10 thì các bạn có thể xem ở trên này nhé ở trên này mình sẽ đặt ở trên góc này tại vì mình đã làm một cái đầy đủ rồi nhưng mà các bạn vẫn hỏi về mấy cái nhỏ nhỏ này ok video hôm nay đơn giản thế thôi à, nếu mà bạn nào có bất kỳ câu hỏi nào các bạn có thể comment bên dưới nếu bạn nào muốn nhờ mình mua bản quyền Filmora cũng có thể liên hệ với mình qua phần mô tả ở dưới video xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau Goodbye. Goodbye, tạm biệt nhé các bạn nhé.